Kevin Bùi, cầu thủ Việt Kiều được thầy Park để ý là ai? Theo một số nguồn tin, trong chuyến sang châu Âu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tới Hà Lan để theo dõi ngôi sao Việt Kiều, Kevin Bùi. Và cầu thủ này có điều gì gây ấn tượng với nhà cầm quân người Hàn Quốc? Trong một nỗ lực nhằm xây dựng đội hình mạnh nhất cho đội tuyển Việt Nam để hướng tới đấu trường World Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sang châu Âu để thẩm định tài năng của các ngôi sao Việt Kiều. Bên cạnh những cái tên thường xuyên được báo chí nhắc tới trong thời gian qua như thủ môn Philip Nguyễn hay tiền đạo Alexandre Đặng, cũng có những gương mặt còn rất trẻ như trường hợp của hậu vệ sinh năm 2002, Kevin Bùi. Kevin Bùi hiện đang mang quốc tịch Hà Lan, anh có bố là người Việt, mẹ là người Hà Lan. Cầu thủ này hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho U17 Vitesse Arnhem, một câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan. Bên cạnh đó anh cũng có thể đá tốt ở vị trí trung vệ. Với năng lực của mình, Kevin Bùi thường xuyên góp mặt tại đội hình chính U17 Vitesse Arnhem ở hành lang cánh phải đội bóng này. Mùa này, anh đã thi đấu 12 trên 14 trận cho Vitesse ở giải U17 Hà Lan với tổng cộng 953 phút thi đấu. Trận gần nhất Kevin Bùi góp mặt là trong cuộc chạm trán giữa U17 Vitesse Arnhem với U17 Lech Nijmegen vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Ở trận này, Kevin Bùi và đồng đội đã để thua đối thủ với tỷ số 1-3. Với những màn trình diễn ấn tượng tại Vitesse, mới đây Kevin đã được triệu tập vào đội tuyển U17 Hà Lan để thi đấu tại vòng loại U17 châu Âu sắp tới. Được đánh giá là một trung vệ có thể hình lý tưởng, lối chơi thông minh và tốc độ, tài năng gốc Việt này hứa hẹn sẽ có thể phát triển xa hơn nữa trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu của Kevin Bùi là được thi đấu cho các cấp độ trẻ của đội tuyển Hà Lan, đồng thời hy vọng một ngày nào đó sẽ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Hà Lan. Tuy nhiên, không dễ để cầu thủ gốc Việt này chen chân vào đội bóng hàng đầu thế giới như đội tuyển Hà Lan. Chính vì thế, đây sẽ là cơ hội để bóng đá Việt Nam thuyết phục trung vệ này về khoác áo các đội tuyển quốc gia. Sự thành công của Văn Lâm trong thời gian gần đây là minh chứng rõ nét nhất về khả năng hòa nhập của các cầu thủ Việt Kiều trên tuyển Việt Nam. Và rất có thể trong tương lai không xa, bằng năng lực của mình, Kevin Bùi sẽ sớm trở thành trụ cột ở đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam. Với việc được triệu tập lên đội tuyển U17 Hà Lan, điều này là bằng chứng cho thấy năng lực của tài năng gốc Việt Kevin Bùi. So với các cầu thủ gốc Hà Lan, Kevin Bùi có thể sẽ thất thể ở khoản thể hình, thể lực nhưng anh chắc chắn hơn hẳn các cầu thủ Việt. Thể lực tốt hơn, chạy nhanh hơn, tì đè tốt hơn, đây là yếu tố giúp các ngôi sao Việt Kiều có thể thi đấu tốt khi được gọi lên tuyển Việt Nam. Đó cũng là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo để mắt tới Kevin, đồng thời hy vọng có thể đưa hậu vệ mới 17 tuổi này về nước trong tương lai. Nhờ khả năng chơi bóng đa năng khi có thể đá tốt ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, Kevin Bùi chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng của thầy Park. Khi mà vị trí hậu vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam lúc này không có quá nhiều nhân tài ngoài những cái tên như Văn Thành, Xuân Mạnh hay tài năng mới nổi Hồ Tấn Tài, Kevin Bùi có thể khẳng định được tài năng. Thách thức lớn nhất với Kevin Bùi là anh sẽ phải làm quen và thích nghi với môi trường, điều kiện thi đấu cũng như phong cách thi đấu trên tuyển. Trong quá khứ đã có không ít trường hợp cầu thủ Việt Kiều về nước thử việc xong không thành công. Và nếu vượt qua được rào cản này, ngày mà Kevin Bùi tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam sẽ không còn quá xa. Sau đây là một số nét chính về cầu thủ Việt Kiều Kevin Bùi. Kevin Bùi có bố là người Việt, mẹ là người Hà Lan. Sau khi gây ấn tượng mạnh trong màu áo U17 Vitesse Arnhem, cầu thủ này đã được triệu tập vào đội tuyển U17 Hà Lan để tham dự vòng loại U17 châu Âu sắp tới. Năm 13 tuổi, Kevin Bùi chính thức gia nhập lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Lech Nijmegen trước khi chuyển sao khoác áo Vitesse Arnhem. Cho đến thời điểm hiện tại, ngay từ những ngày đầu ra mắt, Kevin đã có một chỗ đứng vững chắc trong đội hình của câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan ở vị trí hậu vệ cánh phải. Kevin Bùi vừa có một trận đấu ấn tượng trước U17 Groningen vào ngày 13 tháng 4. Mặc dù đội bóng của anh đã để thua với tỷ số 1-2 nhưng cầu thủ gốc Việt vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Kevin Bùi sở hữu thể hình lý tưởng của một hậu vệ cánh. Không những thế, cầu thủ này cũng có kỹ năng phòng ngự cực tốt với lối chơi thông minh và giàu tốc độ. Hứa hẹn trong tương lai, Kevin Bùi sẽ trở thành một cầu thủ vô cùng xuất sắc bên hành lang cánh. Việc được gọi vào đội tuyển U17 Hà Lan là một bước đột phá lớn trong sự nghiệp cầu thủ của Kevin Bùi. Xa hơn nữa, cầu thủ này muốn góp mặt trong đội hình của đội tuyển quốc gia Hà Lan, dù đó là một mục tiêu vô cùng khó khăn. Trước tài năng của Kevin Bùi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể mời cầu thủ này trở về cống hiến cho đội bóng nước nhà. Việt Nam đang rất hoan nghênh những tài năng gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới có nguyện vọng khoác áo đội tuyển. Sự thành công của Đặng Văn Lâm là minh chứng rõ ràng nhất để họ có thể theo đuổi con đường sự nghiệp cống hiến cho nền thể thao Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chờ đợi chuyến đi châu Âu của ông Park Hang-seo thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để nhận được các bản tin tiếp theo của chúng tôi.